Hello cả nhà nha. Hôm nay anh em lại tiếp tục đi săn bắt ong mật này nha cả nhà. Ngày mới em xin chúc cả nhà làm ăn luôn luôn thành công trong mọi lĩnh vực nha cả nhà. Ở đây em cũng gặp được ổ nè, nó đóng trên cây sạc cự nha cả nhà. Cây này cũng khá là bự nha cả nhà. Đây cả nhà cùng xem nha. Nó đóng trên đây này nha cả nhà. Rồi, giờ em tiến hành lên em bắt luôn nha. Tại nó, em cũng lên gần tới ổ ong này nha cả nhà. Ổ ong nó đóng trên đó nha cả nhà. Giờ em đi lên tiến hành em bắt ong cho cả nhà cùng xem cục mặt nha. Giờ em lên bắt luôn nha cả nhà. Quá dạ luôn rồi. Em cắt xuống luôn nha, mặt quá dở cả nhà.
nhìn xuống luôn nha cả nhà. Đây cái bào nơi rút cái bào. Nó chảy. Mày rút cái bào đi, giục cái dép đó đi. Con ăn rồi. Chắc còn phút rồi. Rồi. Ừ. Nè, nghe ngón tay tao nè. Nè, thấy không? Tao mà lật lại cái nó chảy liền. Rồi. Tao đổ đi cũng mất vào đâu con. Cắt mất trong, quá hớp luôn. Trong nhẹ nữa. Không à. Đỡ vậy ghé nhỉ. Đi được rồi. Hả? Đổ ghé rồi hả? Ừ, không ghé. Không biết rồi. Bộ mặt này nha cả nhà. Ôi, ăn rồi cả nhà ơi. Nó ăn rồi mà nó chạy tàn nha cả nhà. Giờ mình ăn lại luôn. Nó cỡ 1 lít rồi nha cả nhà. Lít mấy vậy? Rồi. Em xin kết thúc video đây luôn nha cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha cả nhà. Chúc cả nhà có một cái Tết thật là hạnh phúc bên gia đình nha cả nhà. Tụi em với đây chắc cũng bữa cuối tụi em nghỉ luôn cả nhà. Kết thúc cuối năm 2023 nha cả nhà. Rồi, bye bye, chào tạm biệt cả nhà nha. Bye cả nhà nha cả nhà.